Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, các lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với ngư dân kịp thời ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển. Cụ thể vào khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 11, đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của tàu cá mang số hiệu QNG98024TS đang gặp tai nạn trên biển. Trên tàu có ông Nguyễn Tấn Tiến 50 tuổi, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên di chuyển vào cảng Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Do thời tiết sương mù tầm nhìn hạn chế, tàu cá này đã đâm vào dạn đá khiến tàu bị phá nước và chìm. Nhận được thông tin, lực lượng biên phòng nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu tàu gặp nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ba thuyền viên bị nạn được đưa vào bờ an toàn. Vụ việc ước tính gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.